Nếu mà nó chưa qua nhà của mình để đập nhà của mình á, thì mình qua nhà đập nhà nó trước. Không thì được, ta là một người tôn trọng đạo đức này kia, mình đâu có đi qua nhà mình đập nhà khơi khơi được. Để ta đi qua nhà con nhỏ bạn của tao để đập nhà của nó cho nó an toàn. Mày thấy tao khôn hay là không? Mày thấy tao khôn hay là không? Mày thấy tao khôn hay là không? Mày thấy tao khôn hay là không?